Sáng ngày 29 tháng 5, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Hình Bồ đã tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ lần thứ 26. Tới dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tú, bí thư huyện ủy và 77 đại biểu cháu ngoan bác hồ đại diện cho hơn 8.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn huyện. Trong hai năm học 2016-2017 và 2017-2018. Công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Hành Bồ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, thể hiện rõ nét trong năm chương trình lớn của đội. 21 trên 21 liên đội tiếp tục triển khai phong trào nhà em treo ảnh Bác Hồ, 97% các bạn đội viên đều treo ảnh Bác Hồ tại góc học tập. Các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa luôn được các liên đội quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả. Các bạn đội viên thiếu nhi trong toàn huyện đã tổ chức trên 200 đợt thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền lên đến trên 60 triệu đồng. Tổ chức tốt phong trào tuổi trẻ với mùa xuân biên giới và các hoạt động giáo dục chủ quyền Tổ quốc. Các liên đội tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào hoa điểm tốt, tuần học điểm 9 10 gắn với phát động các đợt thi đua cao điểm trong năm học. Duy trì tốt hoạt động của các mô hình đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn và các hình thức tuyên dương các em học sinh, đội viên đã đạt được thành tích trong giúp đỡ bạn cùng tiến. Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Quảng Ninh tiếp tục được triển khai có hiệu quả, gắn với chương trình 1.000 đồng thắp sáng ước mơ tại các liên đội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả của vận động vòng tay bạn bè. Nhân dịp khai giảng đầu các năm học, nhiều liên đội đã tổ chức trao quỹ học bổng vì bạn nghèo cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ đội viên là học sinh giỏi hàng năm tăng cao. Toàn huyện đạt 176 giải học sinh và cấp tỉnh, bao gồm 7 giải nhất, 21 giải nhì, 74 giải ba và 74 giải khuyến khích. Năm học 2016-2017 đạt một huy chương bạc, hai huy chương đồng, một giải khuyến khích vi Olympic tiếng Anh cấp quốc gia, một giải khuyến khích cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh trung học cơ sở cấp quốc gia. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tú, bí thư huyện ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà thiếu nhi toàn huyện đạt được trong hai năm học vừa qua. Đồng chí khẳng định, để nhận được danh hiệu cao quý này, các cháu đội viên thiếu niên nhi đồng đã không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập rèn luyện. Đồng chí Bí thư huyện ủy mong các cháu hãy phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tích cực thi đua học tập rèn luyện và tham gia phong trào đội, làm nhiều việc tốt để cháu nào cũng xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác hồ. Đặc biệt, các cháu đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, đòi hỏi có kiến thức văn hóa, ngôn ngữ, công nghệ thông tin và phải trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước mặt trái của cuộc cách mạng 4.0. Cùng với đó, tiếp cận tri thức tiên tiến, tăng cường giao lưu học hỏi để trở thành những công dân tốt. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí giáo viên tổng phụ trách đội bằng nhiệt huyết của mình vừa làm chuyên môn vừa phát triển phong trào đội, hướng các em đến những phong trào ý nghĩa mang màu sắc của tuổi thơ. Đối với tổ chức đoàn thanh niên, hội đồng đội huyện cần phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, tránh hình thức, phối hợp tốt với gia đình tạo cho các em có kỳ nghỉ hè lý thú bổ ích. Đại hội cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2018-2020 và tuyên dương 77 đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ, cùng các anh chị tổng phụ trách có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động đội.